Ừ. Nước cho bà uống. Rồi con đọc đi, con cứ đọc. Dạ. Cái chuyện cho mọi người nghe đi. Rồi đọc cái chuyện đi. Bạn nhớ là uống nước. Đúng rồi. Dạ đây đó. Đúng. Rồi các bạn chưa uống. Đúng. Các bạn nhớ uống nước. Các bạn nhớ uống nước nha các bạn nha. À. Các bạn nhớ rồi. Rồi thích quá. Cho các bạn nghe đi. Bây giờ cô Liên hỏi Gào nè. Thảo, Gào đi học với có nhiều bạn không? Bạn gần nhau với bạn Gạo. Bạn gần nhau mới là bạn Gạo nha. À vậy hả? Chơi với bạn có vui không? Bạn học tên gì? Bạn thích với bạn Bông Mì. Nói chuyện cô sẽ không thích chim đó. À vậy hả? Trời ơi. Trời. Ê. Đi học vui không? Nè. Có. Cô Liên hỏi nè. Trên trường á, cô Dạo có cho Gào ăn thức ăn ngon không? Có. Ừ. Gào có thích ăn không? Thích ăn sô-cô-la, cô Hải không cho luôn. À vậy hả? Sô-cô-la. Gào mời nước đi. Gào này mời ba. Đúng rồi. Nè, Gào bưng mời ba này. Gào bưng mời ba. Đúng rồi, giỏi. Đúng rồi, đó. Mời ba uống này, đây này, cái này là mời ba trong này này. Ba trong này này. Mời ba. Con mời ba. Uống nước nè, uống nước nè. Đúng rồi, trời ơi. Đúng rồi, trời ơi. Rồi, Gào ngồi đấy, ngồi vô. Đúng rồi. Vui quá. Đúng rồi. Nó bụng chưa, Gào nó bụng chưa? Bụng cho bụng của em bé rồi, đi bác sĩ luôn. Nó bụng chưa? Nó bụng chưa? Ăn cơm chưa? Nói bụng chưa? Nói bụng không? Nói bụng không? Hả? Đời mẹ xí, mẹ lấy nước lại cho ba rồi nhé. Nước cho ba. Ừ. Có uống không? Có uống không? Có uống nước không? Có uống không? Dạ uống nước không ạ. Uống nước gì? Uống nước sao bộ đó nè. Uống giả bộ. Ê con đọc chuyện đi. Kể chuyện đi. Con kể chuyện thôi. Đời mẹ lấy nước mời mấy ba ra. Đó.